Chào tất cả các em, sau thầy sẽ cùng các em giải bài tập số 5, sách giáo khoa môn giải tích 12, trang 68, bài logarit. Cụ thể bài tập số 5 có hai ý. Ý đầu tiên là cho A bằng loga cơ số 30 của 3, B bằng loga cơ số 30 của 5. Hãy tính loga cơ số 30 của 1350 theo A và B. Thì chúng ta sẽ sử dụng các công thức về logarit và chúng ta cố gắng tách cái số 1350 thành tích của những cái số liên quan đến 3 và 5 để lợi dụng đề bài để chúng ta xử lý, được chưa? Rồi, cụ thể như sau. Loga ta có này, hai chấm loga 30 cơ số 30 của 1350 thì sẽ bằng loga cơ số 30 của thầy sẽ tách ra 1350, em sẽ tách cùng thầy nhá. Đây đây 1350 mà chia cho 3 xem được bao nhiêu, được 450. Các em thử chia cho 5, chia cho 5 90 đúng không? Rồi 90, 90 thì sẽ là 30 nhân 3 đúng không? Được chưa? Thì cái này sẽ viết thành là 3 này nhân 5 này nhân 3 nhân 30 nhân 5. Được chưa? Chúng ta thử nhân lại xem đã đủ chưa nhá. Thì nhân lại nhá, 3 nhân 5 nhân 3 nhân 30 nhân 5. Ồ, bị vọt lên mất rồi. Đây, chúng ta phải bỏ một số 5 đi, thầy thừa một số 5, được chưa? Em bỏ giúp thầy nhá, 3 nhân 5 nhân 3 nhân 30, được chưa? Rồi, thế thì cái này nó sẽ bằng là loga cơ số 30 của 3 bình này, nhân 5 nhân 30, được chưa? Cái này nó sẽ bằng là loga cơ số 30 của 3 bình phương này, được chưa? Cộng loga cơ số 30 của 5 này, được chưa? Cộng loga cơ số 30 của 30, được chưa? Cái này sẽ bằng 2 loga cơ số 30 của 3 cộng loga cơ số 30 của 5 cộng loga cơ số 30 của 30 thì là 1, được chưa? Này sẽ bằng là loga 3, cơ số 30 của 3 sẽ thành A, 2A đúng không? Loga 30, cơ số 30 của 5 sẽ là cộng với B, cộng 1, được chưa? Tóm lại cái biểu thức này sẽ là 2A cộng B cộng 1. Nên kết luận là vậy. Loga cơ số 30 của 1350 bằng 2A cộng B cộng 1, được chưa? Rồi, xong là một ý. Tiếp theo ý B là C thì sẽ bằng loga cơ số 15 của 3, được chưa? Thì chúng ta sẽ phải tính cái loga cơ số 25 của 15. Thì cách ta có này. Loga cơ số 25 của 15, được chưa? Rồi. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đảo hai cái cơ số này cho nhau. Chúng ta có loga cơ số 15 là một cái số tương đối là ổn. Nên là chúng ta sẽ đổi thành 1 trên loga cơ số 15 của 25. Được chưa? Rồi. Sẽ xem tiếp nó bằng cái gì. Cái này sẽ bằng là 1 trên loga cơ số 15 của 5 bình phương, đúng không? 5 bình phương. Rồi. Và cái này nó sẽ bằng tiếp đó là 1 trên 2 loga cơ số 15 của 5, được chưa? Nhưng mà cái người ta cho là loga cơ số 15 của 3 cơ. Thế thì cách làm của chúng ta là gì? 15, chúng ta sẽ viết thành 15 trên 3, được chưa? Sẽ bằng 1 trên 2 nhân loga cơ số 15 của 15 trên 3, được chưa? Rồi. Rất hay rồi đấy. Chưa? Cái này nó sẽ bằng tiếp cái gì? Nó sẽ bằng tiếp đó là 1 trên 2 mở ngoặc loga cơ số 15 của 15 trừ đi loga cơ số 15 của 3, được chưa? Và cái này thì nó sẽ bằng, chúng ta thay số vào thôi, 1 trên 2 nhân mở ngoặc loga cơ số 15 của 15 thì là 1 đúng không các em? Loga cơ số 15 của 3 thì là C, được chưa? 1 trừ C, được chưa? Chưa nhỉ? Rồi, vậy chúng ta chỉ việc kết luận thôi. Chúng ta chỉ việc kết luận. Vậy loga
Cơ số 25 của 15 sẽ bằng 1 trên 2 nhân 1 trừ C. Được chưa? Đây, các em quan sát. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta kết thúc bài tập này tại đây.